Hello, xin kính chào mọi người. Rồi, hôm nay ra con giới thiệu bà cô chú đi, YouTuber nhí. À, với ai nữa? Với ba, với mẹ, với anh hai, với con. Đúng rồi. Hôm nay mọi người, hôm nay là thứ hai, nhưng mà hôm qua chủ nhật á, hứa dẫn cho mấy đứa nhỏ đi chơi sở thú cho nó vui, lâu quá rồi không đi thì hôm qua bận quá, hôm qua hàng hóa quá trời quá đất nên là bận quá trời. Không có cho nó đi được. Hôm nay thứ hai thì hôm nay mới thôi quyết định là cho nó nghỉ học một bữa. Dẫn hai đứa nhỏ đi sở thú chơi một bữa mọi người cho nó vui. Sẵn nay ra ngoài đường luôn, quay cho mọi người coi sở thú giờ này có gì khác lạ không ha mọi người ha. Lâu quá rồi, cũng mình đi sở thú cũng năm mấy rồi đó. 2 năm hả? Ừ. Trước dịch hả? Ừ, lâu lắm rồi. Mà mọi người thấy không, mọi người dắt với ra mới tới quận 1 mà 2 năm rồi mới đi, dễ sợ không? Lâu quá. Nhưng mà nghe được cái nếu mình đi ngày hôm nay ngày thứ hai thì chắc cũng vắng hơn. Đây. Bữa qua cuối tuần đó là em nghĩ sẽ đông. Nói chung thì Sài Gòn mình thì có một vài điểm vui chơi như thế này để ba mẹ có thể dẫn mấy đứa nhỏ con cái đi chơi để mà biết này biết kia. Tết á, Tết rất là đông luôn mọi người. Tết thì cô Chiều á, cô Chiều là cô đang phụ nhà mình á. Là Tết cũng không có ai nên là cô không có về quê, không có nghỉ ngơi, mà xa Tết là cô ra cô phụ người ta chiên cá viên chiên đó, để cho gia đình dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn uống rồi này kia các nọ. Mà đông lắm. Cô nói là Tết quá trời đông luôn, làm không xể luôn, không kịp luôn á. Đông dữ lắm không? Hôm nay thì chắc vắng rồi, tại vì thành phố thì có mấy điểm thôi, ví dụ như Gầm Viên nè, Đầm Sen, rồi Đầm Sen nước, rồi Xuất Tiên, rồi chỉ mấy điểm vậy thôi. Đó. Bây giờ chuẩn bị tới Thảo Cầm Viên Sài Gòn này. Đó là ông ngoại con, đó là hồ. Hồ mẹ mẹ. Mọi người. Như Vinh Trình nó ngồi vậy thì mình chạy cũng chậm, chạy đường Sài Gòn rất là chậm, nó không có đông nên là nó không có chịu sức keo tới rồi. Mình tới đây mình quẹo xuống rồi mình vô cái cổng ấy. Đó là nhiều cái cho nên có một số điểm như chơi ở Sài Gòn mình cũng hạn chế. Cái đêm hôm trước á là em cũng có gọi điện qua bên rạp xiếc anh. Định là cho con mình đi coi xiếc nhưng hồi trước á. Nhưng mà anh biết đến bây giờ vẫn có vở mà Ba Tư Huyền Bí á. Là chạy gần chương trình cũng tính là một năm mấy hai năm mà chưa có vở diễn mới luôn. Không chạy em nên anh chị cũng nói là do dịch đó. Không chạy em kia, bên kia con. Bên kia thì con, để ba chạy ba gửi xe chứ con tự nhiên cái con hối ba chạy em kia là sao xịn. Tức là mình đi xe hơi mình phải gửi cổng này nè. Còn bữa trước là ba bỏ mình ở cổng đó mình đi bộ vô, rồi ba đi vòng cổng này ba gửi xe. Bây giờ mình đi cùng với ba thì mình đi cái vòng cổng này mình gửi xe rồi mình đi xuống. Đầu lắm rồi mới qua thiệt, 2 năm mới qua lại. Đường Nguyễn Thị Minh Khai này là nhà đủ thứ hết, đài tiếng nói Việt Nam, đài truyền hình Việt Nam, rồi đài HV7. Wow, nhiều lắm. Lâu lắm rồi mới đi lại. Khu vực miền Nam ở đây nè. Ừ. Sân vận động Hoa Lư rồi đó. Gò Vấp, Gò Vấp quận 1 mà cả 2 năm rồi mới đi lại, mọi người thấy dễ sợ. Dễ sợ thiệt chứ không phải đơn giản đó. Mình mới lại ví dụ như vợ chồng mình hồi xưa mình cái thời hẹn hò thì mình còn có thời gian mình đi anh ha, mà giờ con cái rồi mình đi đâu mình tới thẳng con điểm đó rồi mình đâu có thời gian mình đi nhông nhông ngoài đường nữa. Rồi ok, tới Thảo Cầm Viên thì mình quay lại tiếp cho mọi người coi nha. Tới công viên rồi mọi người ơi. Mình chưa thấy bên đây trước đi, mình ở đây trước rồi mình qua đây trước đi xin nè. Có con gì đây nè? Wow, con gì đây? Đây là con vọc, con vọc kìa, coi đọc kìa. Con này con vọc, con người ta gọi nè, ở trên cây kìa, trên cây kìa. Con muốn nhìn con lấy tay con che vô con kính này quá trời khỉ luôn, con bọc á. Thấy chưa? Một, hai, ba con luôn. Chị thấy không? Ừ. Ly thấy không? Ly che mặt lại nè, che nè. Chị thấy không? Có gì nó đang hết đây kìa. Thấy không? Thấy tội mấy bạn nha. Đó, mấy bạn đang chơi đó. Đúng không? Đúng không cỏ?
Bây giờ mình đi một vòng. Mình đi một vòng qua bên kia nè con, qua đây đi. Một vòng đó mình vòng qua, từ đây mình vòng lại một vòng là mình đi ra về là vừa. Ở đâu cũng có khách mọi người. Hôm nay thứ hai mà cũng có khách. Sao? Cô ở dưới là có mấy con vịt kìa, thấy không? Mấy con thiên nga kìa, thấy chưa? Cái gì? Này thích dữ ta, thích không ta? Có thích không ta? Rồi vô đi con, vô coi đi. Có con gì không? Nó chắc không có con gì đâu. Bên đây nè con, xem, ở đây nè. Đó, à, đúng rồi. Đó, có kìa. Hai chị nữa đi từ từ, đợi em đi với. Cái gì? Wow, con vượn đu kìa, đó, ô, có kìa đu kìa. Đó, thấy nó đu không? Thấy đu vượn nó lên cao lắm, phải lên cao. Đó, đây là con vượn nè, đó. Con vượn nó có mấy con, nó còn mấy con? Hai con. Con màu gì nè? Con màu vàng nè, con màu xanh lam, màu xanh. Màu đen. Ồ, hai con quýnh nhau kìa. Thiên nhiên hai con ôm nhau dễ thương lắm kìa. Ủa, nó dễ thương dữ à. Thấy dễ thương đi. Hai con. Hai con, hai con quýnh nhau mẹ. Giỡn nhau á, yêu thương nhau giống con như này đó. Đúng không? Đâu? Con chim chỉ đỏ. Con công. Con công, đúng rồi. Wow. Con công nó xinh lắm. Con công. Con công nó xòe lên. Đây là cái đuôi con công nó xòe lên, nhìn đẹp không? À đó là con gì nhá? Con gì cho mẹ? Con vẹt. Ôi trời ơi, con vẹt nhiều màu sắc đẹp lắm này chị. À, mình đứng đây mình thấy rồi con. Ủa, con này con rái cá đó, con rái cá. Rái cá. Đọc là rái cá con nữa lên. Rái cá. Đi cái gì đó. Đi rái cá. Rồi mình đi quẹo qua đây. Đó, nó nằm ngủ á, nó đang ngủ á con. Rồi đi qua bên đây. Rồi đi qua bên đây coi mấy con bự nè. Con heo rừng đó, con heo rừng á. Đó là con heo rừng á. Qua qua đây đi này, đi đây, qua đây. Hả? Thấy tuyệt vời. Tuyệt vời luôn hả? Quá đẹp, tuyệt vời luôn hả? Đó, con này con gì biết không?
À, con này nó hung dữ lắm á. Đó, đâu rồi? Đây nó nằm kìa, đó nó nằm kìa, thấy chưa? Đó, nó nằm kìa, thấy chưa? Nó nằm ngủ kìa, thấy chưa? Đó. Con gì tự nhiên quên ta mất tiêu rồi ta. Ở đây không? Con gì mà trong vui sư tử đó, con gắn nhau á. Nè con cáo nè, qua đây nè. Đứng lên con cáo nè. Đó, con cáo ngay cây dừa đó, con cáo á. Rồi nó chạy rồi, nó núp vô đâu rồi? Kìa, nó vàng vàng ngay cây dừa kìa, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đó, con cáo á, thấy chưa? Bờ bên này là con ngựa nè, thấy chưa? Con ngựa chứ bò gì? Dễ thương quá. Rồi đi. Tạm biệt bạn ngựa đi. Bé bạn nữa. Wow, con cọp kìa. Thấy con cọp chưa? Con cọp con gì? Trời vô. Đẹp không xin? Nói vô mặt nghe đi, con đi thăm con gì đây? Không, con thấy con thổ. Thổ nó ghê lắm à. Đi em ơi, ngồi đây. À đây nè con cọp nè. Con cọp màu vàng nè. Bạn ngủ chứ bạn làm cái gì? Con ngủ. Ai biết con ngủ đang cái gì? Con ngủ. Con chịt. Rồi qua bên đây con cá sấu nha. Đi qua cá sấu không? Cầm tay nhau. Cầm tay nhau. Rồi qua cây cầu. Ồ, không sư tử không? Sư tử trắng kìa, thấy chưa? Ồ, oh, mồ hôi một kê nó đổ rồi. Ồ, oh, ở trong này chứ rộng lắm mọi người ơi, đi mỗi chân luôn á. Rồi, bây giờ mình kiếm mình qua coi con voi nha.
Có con voi với coi con cáo nè, đây người ta để cáo tuyết nè, coi có con cáo nào ở đây không. Cáo không có cáo rồi. Rồi đi kiếm con voi nè, kiếm con rắn nha. Ủa con cọp kìa, thấy không? Vui không? Ủa đi trong đây mà cũng vui nữa hả? Vui không? Hôm qua tới chỗ này nó chỗ này vui nè. Đó, hồ cao cổ nè. Hú gì đi Trinh? Mẹ không biết con này con gì luôn á ba đi ơi. Hú cao cổ. Phải không? Hú cao cổ. Nhà cổ ăn rá đó mẹ. Hú cao cổ là ở đâu? Nhà hú mẹ kia. À nhà cũng có con cao cổ đâu mà ta. Rồi tới là có con voi nè, đó tới đó là con voi á. Ai là người tìm được con voi đầu tiên chị không? Mẹ thấy rồi đó nghe. Mẹ bắt đầu thấy con voi rồi đó nghe. Wow, ở ngoài nó bự quá nè. Ừ. Ghê luôn á. Không có leo, không có leo vô. Con gì ta? Con gì đây? Hello. Đó, nó xin mía đó. Mua mía cho nó ăn ta. Không kia, không biết có bán không biết. Bây giờ mình đi mua mía cho voi ăn không? Ai? Mình coi chỗ nào bán mía cho voi ăn cùng con. Đây 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 đây. Rồi châu ạ. Người ta không có bán rồi. Oh, cu rú móng vuốt. Có nhiều con nè Trinh. Có nghĩa là cái chân nó có cái móng chắc đó Trinh. Không có người ta vô nghe. Nè, Linh Dương đầu bò nè. Linh Dương đầu bò giờ mới biết Linh Dương đầu bò nào nè. Xin ơi, con Hương nè. Lúc nữa mẹ nuôi nó nha mẹ. Nuôi nó nhưng bây giờ nó ở dưới làm sao mình nuôi được. Mẹ mẹ con có hết không chưa. Ê, Hương nè, Hương lớn là có sừng nha. Sừng nó lan nguy hiểm. Ủa, rớt xuống chưa một cái là nó cắn bây giờ á. Được không? Hương lớn. Chào bà Hương. Mình tên gì? Bạn nói cái gì vậy? Mình tên gì? Mẹ con. Bạn tên gì vậy bạn? Đợi đi nữa không đi nữa. Con nữa mẹ. Nè. Sao nó đến rồi? Con này nói nữa trong đi mẹ. Đúng rồi. Đi chưa? Đâu con? Thôi đi một vòng đã xong rồi về mình đi. Được không? Hôm nay mình đi thăm các bạn vườn thú còn mình đi chơi rồi chơi được. Ủa cái khu vực trên. Chưa nó ngủ chưa rồi trên.
kìa con ngư rồi nó chưa ngủ trưa kìa, con lạc con thấy không? Thấy không? Mình có ngủ trưa không? Đi vòng mệt quá mọi người ơi, ghé nghỉ cho hai nhỏ chơi đi tuôn ngựa dòng ngựa ngay cho nó khỏe, cái thấy rồi giờ nó này khoái chỗ này rồi quá quá mệt luôn, thấy con vui vậy mình cũng vui chứ, hai chồng ngân là ai cũng đuôi đơ đơ mà hai thằng nào nấy giờ mồ hôi một ghê đổ ướt áo luôn rồi, chạy quá mà đó, con quay là... con quay rồi đó, con quay vòng quay rồi. Đó, nó quay quay là của nó đó, đó, hai thằng quay đó. Thôi, chắc mình cũng kết thúc cái video đây luôn đi, hôm nay chia sẻ với cả nhà mình cái video dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi. Thì mà cũng mời mọi người tham quan một vòng thảo công viên với mình luôn. Ví dụ cô chú anh chị ở nước ngoài xa mà lâu quá không có về được Việt Nam để nhìn lại cái thảo công viên thì hôm nay cũng chia sẻ đến mọi người nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương, ủng hộ, theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà, cảm ơn mọi người.